Gì đây? Cái gì đây? 1,5 triệu. Đâu là tựa game Roblox số 1 hiện tại. Cái gì cơ? Anime vạn gà á? Mày anime vạn gà này. Hả? Blog food á? Blog food nè. Bây giờ phải là Best Go mới đúng. Và hello, xin chào tất cả các anh em Weibo đã quay trở lại với đế chế của Hai Cá TV. Và lại là mình, Weibo chúa của các bạn này. Ngày hôm nay thì mình đã chính thức lên cái chức vụ gọi là quỷ vương rồi các bạn. Nhưng mà quỷ vương này thì mới nhú một tí, do là người yêu của mình mới cắm cho mình hai cái sừng nó hơi bé các bạn ạ. Sừng mà to mà bự hơn tí nữa cơ thì mới gọi là ác đạn. Và sau một ngày trải nghiệm game Best Go ấy, thì mình cũng đã nắm được một vài cái thứ gọi là sơ sơ cơ bản của cái tựa game này rồi. Và mình chợt nhận ra một điều ấy, đó chính là cho dù mà các bạn có gác trà lòi cả chỉ, mon cả tay thì cũng rất khó, cực kỳ khó để mà có thể sở hữu những cái con thuộc hàng mythical trở lên. Vậy nên game mới cho chúng ta một cái lọ thuốc, nó gọi là lọ thuốc siêu may mắn cấp độ thứ 3. Thì đây chính là cái lọ thuốc gọi là mạnh nhất trong cái con game này. Sau khi mà bú vào một cái ấy, thì mình cũng chưa rõ là nó sẽ bút bao nhiêu nữa, nhưng mà chắc tầm đâu đó khoảng tầm vài triệu độ may mắn một lúc nha các bạn. Nhưng mà chỉ được một lần duy nhất mà thôi. Và đây chính là cái chìa khóa để mà chúng ta có thể sở hữu những con pet mythical trở lên nhanh nhất, dễ nhất. Và nhiệm vụ của mình ngày hôm nay đó chính là trở thành chuột bạch để mà thí nghiệm và cũng như là test thử cái sức mạnh của cái lọ thuốc 50 triệu này cho các bạn biết, để xem rằng cái lọ thuốc này có xứng đáng với giá tiền mà chúng ta bỏ ra hay không. Thì ok, ngay bây giờ mình sẽ vào chủ đề chính luôn. Có điều là các bạn phải đấm vỡ cái nút like cho mình nhá. Và cũng đừng quên mất một điều vô cùng quan trọng, đó chính là bên dưới phần ghi bình luận video này, mình luôn có những phần quà hấp dẫn thú vị đang chờ đón tất cả các bạn khám phá. Hãy ghé qua và trải nghiệm nhá. Quay trở lại với Best Go, thì sau một ngày mình treo ối rồi ôi luôn, thì mình cũng chỉ sở hữu được cái con pet mythical là duy nhất thôi các bạn. Đó chính là con Kitsune Fox này này. Nhưng mà không phải là Kitsune màu xanh lỏ bên Black Food, hay một con Kitsune, một con cáo chín đuôi. Mấy con cáo này là nó hay kiểu đi dụ dỗ đàn ông đi ngủ với nó, xong rồi nó hút sinh lực này các bạn. Đúng là mấy cái thằng này quá là yếu đuối đi mà. Nhưng mà kể là mình thì mình cũng vậy. Và sau một ngày trải nghiệm game ấy, thì mình chợt nhận ra rằng cái tỷ lệ may mắn, cho dù là mình có búp đến cái mức độ nào hay chăng nữa, cho dù là mình có kiểu tăng nó lên hoặc là mua bất kỳ gói nào hay chăng nữa, thì tỷ lệ nó cũng như thế rồi các bạn ạ. Cái độ may mắn trong cái con game này ấy, nó chính là nhân phẩm trong tâm của mỗi người rồi. Ví dụ như nhá, ví dụ như ngày hôm nay mà các bạn ra đường nhá, các bạn nói tục chửi bệnh, các bạn làm điều xấu như là ăn trộm quần lót của nữ sinh hay là nhổ nước bọt vào bát cơm của thằng bạn, thì chắc chắn với các bạn một điều luôn, đó là ngày hôm đấy bạn sẽ không thể nào mà roll ra bất kỳ một cái con nào nó gọi là epic trở lên luôn đấy, chứ nói gì là mythical hay là legendary. Vậy thì bài học rút ra ở đây là gì ạ? Đó chính là chúng ta phải sống một cách gọi là lương thiện, tâm hướng về Phật hoặc là Thiên Chúa trên cao. Nói chung ấy là phải sống đẹp như những con thiên nga của Jacob Sky thì chúng ta mới có cơ hội mà roll ra được các bạn ạ. Và ngày hôm nay sau khi mà mở mắt ra, mình đã bước chân phải xuống dưới đất và mình cũng chưa chửi nhau với ai, hay là mình cũng chưa nói tục bất kỳ một câu nào. Đâu mà mở nó chứ, mình ghét nhất là mấy cái thằng nói bậy ấy. Vậy nên là mình rất tự tin về cái nhân phẩm của mình ngày hôm nay, để mà có thể tự tin gọi là sử dụng cái lọ thuốc đắt nhất trong cái con game này, cái lọ thuốc đắt nhất hiện tại nữa các bạn. Thì mình cũng đã sở hữu đâu đó khoảng tầm 152 triệu rồi, nên là mình có thể mở khóa được full cả cái dãy may mắn này luôn nha. Cái dãy này là dãy chế tạo thuốc cơ, chứ không phải là dãy may mắn. Thì đây mình còn thiếu này một cái cocktail, thì cái cocktail này mình cũng chưa biết là nó có tác dụng gì nữa, nó chỉ ghi chú thích ở đây ấy, đó là lọ thuốc này uống vào nó sẽ hơi đắng một tí. Rồi đây là một cái cũng khá là hay ho này, đó chính là một cái búp, khi mà mình kiểu uống một cái lọ thuốc tức thì bất kỳ nào ấy, thì sẽ có cơ hội kiểu tái sử dụng lọ thuốc đấy thêm một lần nữa. Tức là nó cũng nhân phẩm với các bạn. Thì mở khóa đầu tiên ấy, đó là tỷ lệ nhỏ này, tỷ lệ nhỏ sẽ được tái sử dụng. Và mở khóa thứ hai ấy, thì tỷ lệ nó sẽ cao hơn. Nhưng mà mình biết là cho dù là có mở khóa bao nhiêu lần đi chăng nữa thì tỷ lệ nó cũng như thế được các bạn. Vấn đề cốt lõi vẫn là ở trong tim các bạn nha. Chứ còn cái nhân phẩm này ấy, mở ra cũng chỉ để làm màu mà thôi. Rồi, không dài dòng loằng ngoằng nữa, bây giờ mình sẽ mở khóa này. Lọ thuốc cấp 3 này. Rồi, tái sử dụng cấp 2 này. Một lọ cocktail mà theo mình thấy thì nó có biểu tượng của gay. Không biết uống vào có gay không nhỉ? Mà chắc là không đâu, bởi vì mình gay sẵn rồi mà. Úi ôi, con gì đây? Rồi, trước hết là mình sẽ cần phải stop rolling này cái này. À, còn một lần nữa là mình được đến cầu vồng luôn này này. Qua đúng bài luôn rồi còn gì nữa. Úi ôi, như mình đã nói rồi đấy. Thì cái cầu vồng với lại cái vàng này thì nó chỉ cộng thêm cho mình kiểu như là vật phẩm, kiểu thuốc với lại đồ uống các thứ thôi. Nên là cái này có được mà không có chả sao. Kiểu như là khi mà có vào ấy thì roll ra mình kiểu nó màu mè hoa lá hẹ hơn đấy các bạn. Rồi mình sẽ tìm một cái vị trí nào đấy nó thiên thời địa lợi một tí các bạn. Nó kiểu như là đứng cái chỗ nào mà nó đẹp ấy thì mình sẽ hút được cái may mắn của đất trời sinh khí vào trong người ấy, giống như là Tôn Ngộ Không ấy. Đầu tiên chỉ là một tảng đá thôi, nhưng mà sau cả ngàn năm nó hấp thụ linh khí của trời đất thì nó mới sinh ra thành một con khỉ đá đấy. Thì mình cũng thế, nhưng mà mình không phải là khỉ đá mà mình chơi đá. Để uống được cái lọ thuốc này thì tất nhiên chúng ta sẽ vào cái túi đồ. Và đây, ô, nó cho mình có một lọ đây à? 1,000,000% lucky nha các bạn. Mà đắt dữ thần vậy ta.
Vậy chế tạo nó thì sao? Để chế tạo nó thì cần 3 cái lọ thuốc may mắn cấp 2 nha các bạn. Mẹ nó khủng khiếp dữ vậy. Được rồi, vậy thì mình sẽ bú một lọ để xem nó như thế nào trước đó. Bú một lọ này, ok này. Đây, may mắn này các bạn. Đây đây đây, một lần roll duy nhất, một lần roll duy nhất. Nào, ông trời. Ông trời hãy phù hộ con. Các cụ trên cao có mặt. Turn down for what? Cái gì đây? Cái gì đây? Đây rồi. 170.000. Mấy đắt Griffin à. Thì nó cũng chưa phải gọi là đỉnh nóc kịch trần cho lắm, nhưng mà ít ra thì cũng gọi là một con mythical các bạn. Thì từ hàng mythical trở lên ấy, nó sẽ có mấy cái aura tỏa ra xung quanh nhìn rất là ngầu. Nên là cũng gọi là ok rồi, được. Đúng là nó có tác dụng nha các bạn. Ủa nhưng mà sao mythical nó hiện ra mà nó không, ủa sao nó không bắn pháo hoa ăn mừng ta? Láo thế nhở. Rồi, giờ thì mình sẽ mua thêm thuốc để mà chế tạo thêm mấy cái lọ thuốc may mắn các bạn. Thuốc may mắn cơ, đừng thuốc tiền nữa. Đây rồi. Trước tiên là mình sẽ cần phải chế tạo lọ đây Lucky Poison 5 này nha các bạn. Rồi sau khi mà có Lucky Poison 5 thì mình sẽ tiếp tục chế tạo đến mình cần thêm một lọ Lucky Poison 5 nữa nha các bạn. Mong là đủ. Ui, mình có hơn 100 cái lọ nhỏ như thế này cơ mà. Chắc là đủ đấy. Ít nhất cũng phải được một lọ chứ. Có điều là chế nó hơi mỏi tay. Let's go baby. Ui, chế tạo được đúng một lọ luôn ạ. Đây, mình cần phải chế tạo một lọ Lucky Poison 2 này. Đây, chính là nó đây. Vẫn thiếu các bạn ạ. Chịu khó đi nhặt một tí vậy. Đấy, đang đúng lúc đói thuốc, lại có một cái dương to. Bú. Các bạn nên nhớ là mở khóa cái mục đi kiếm dương kiếm vàng này đầu tiên nha. Có lợi cực kỳ luôn đấy. Đấy, mình bú phát cả đống lọ thuốc, cả đống đồ luôn này. Ok luôn. Trong lúc chờ mình kiếm đủ mấy cái lọ thuốc ấy, thì mình muốn chia sẻ kinh nghiệm với các bạn khi mà dùng những cái lọ thuốc trong cái con game này. Thì theo mình thấy ấy, thì dùng cái lọ thuốc may mắn ấy, nó cũng chỉ như thế các bạn ạ. Nhân phẩm nó vẫn là nhân phẩm mà. Vậy nên là thay vì tốn cái lọ thuốc may mắn này để mà chúng ta dùng và sau đó là roll ấy, thì mình nên tiết kiệm để mà chế thuốc nha. Chế cái lọ thuốc Lucky Poison này này. Và những cái thuốc mà mình nên dùng ấy, đó chính là cái lọ thuốc roll nhanh này nha. Uống và lợi cực kỳ luôn, roll nhanh vãi chưởng. Và tiếp theo là một cái lọ gọi là lọ X2 vàng nha. Thì lọ nào cũng được, cứ thế mà bú thôi. Càng nhiều thì càng tốt các bạn ạ. Chỉ cần hai lọ này thôi là chúng ta đã auto giàu rồi. Còn cái lọ mà may mắn ấy, khi nào mà chúng ta uống cái Lucky Poison vào thì chúng ta hãy dùng. Đấy rồi, đôi giày anh em ơi. Đâu, đây chính là nó đây. Rồi một thằng tiếp theo is Lucky Poison 1. Tao. Đây, từ Lucky Poison 1 lên Lucky Poison 2. Thiếu một chai Rainbow. Gì đây? Cái gì đây? 1,5 triệu. Cái gì đây? Holy shit. Pháo hoa tùm lum từ lửa rồi. Ủa tao còn chưa dùng thuốc mà. Đỉnh nóc kịch trần luôn, bay phấp phới luôn. Wow. Anh em ra khe nhau cá đi. Con này là con gì đây? Shadow Griffin nha. Con này thì cũng kiểu thuộc dạng phổ thông thôi, nhưng mà có con Legendary là bú liền. Ok, giờ chúng ta sẽ cần thiếu một quả Rainbow Rider Poison. Đây chính là nó đây. Lại thiếu mẹ mất hai cái chai Lucky Poison à. Mẹ nó lọ thế. À đâu lọ này chứ. Thì nói chung là vẫn thiếu hai lọ Lucky Poison 4 nha các bạn. Tức là hai lọ tròn. Đây rồi các bạn ơi, hình như có vẻ như là đủ rồi. Sau khi mà bú thêm một vài cái lọ thuốc ở trong cái shop này, shop index này, thì bây giờ đây mình sẽ cần phải chế tạo hai cái lọ Rainbow Dice Poison này. Hai lọ, ok. Bây giờ tiếp tục là sẽ chế đến cái lọ Poison 2 này. Ok, một lọ. Rồi lọ Poison 3 còn thiếu gì đây? Một lọ Rainbow Dice nữa. Ây à, vậy là còn thiếu hai cái lọ Lucky Poison 5 nữa. Hãy đợi đây, ta sẽ quay trở lại. Hai lọ nữa thôi, nhanh thôi các bạn ơi. Mấy he nó kìa, mấy he nó toàn cho lọ thuốc tăng vàng các bạn ạ. Chứ nó không cho mình lọ thuốc tăng may mắn cơ. Khắm nọ thế cơ chứ. Đây rồi, mấy cái dấu X mà mấy con pet mình đào lên ấy, thì những con pet mà càng xịn nha, thì mình thấy là đào ra nó sẽ càng ngon. Nhưng mà đây ấy, nó cứ auto là cái con pet cùi nhất đào ra thôi các bạn ạ. Đó. Tao cần lọ thuốc may mắn, nó lại đào ra cho mình cái lọ thuốc cơ vàng. Khốn nạn chưa. Này, lại con bét củ nhất nó đào cho mình này. Tao có mượn mày đâu. Đấy rồi. Mẹ, nãy giờ là đây rồi, hơi bị nhiều rồi đấy. Game này, nãy giờ hơi ức chế rồi đấy. Thêm một lọ nữa, được chưa. Đây, Rainbow Dice. Rồi, đây rồi. Nó hiện sáng lên rồi các bạn ơi. Is the Luck Poison 3. Chính là nó đây. Vừa đủ, không thiếu một nguyên liệu nào luôn các bạn ạ. Creative. Rồi rút kinh nghiệm từ tất cả lần trước. Thì bây giờ nha, bây giờ mình sẽ cần phải bú cái đã. Nào còn dư cái gì là mình bú hết. Ví dụ đây là còn một lọ may mắn 300 này. Bú. Trái cây này, đớp. Rồi còn gì nữa không? Thuốc đỏ này, đớp luôn. Ok nha. Bây giờ mình có hai lọ này rồi nha. Thời khắc này sẽ đến rồi nha. Một phát lên hương hoặc cuộc đời bế tắc. Anh em, Ron. Con gì đây?
con gì đây? Thì cũng gọi là legendary đấy, nhưng mà nó cứ sao sao nhỉ. Không sao, ngã ở đâu gấp đôi chỗ đấy các bạn ạ. Chơi tiếp các bạn ơi. Pet nè, item nè, install lucky poison cấp độ 3, Ron. Con gì đây? Con ấy rồi, ninja cat. 1/675,000. Tuy không phải là 1 triệu nhưng mà cũng gọi là khá ok đấy. Đâu nào. Con này là đủ 92,000 người đang sở hữu à? Cũng tạm. Tạm thôi. Rồi, bây giờ là thời khắc quan trọng nhất này các bạn. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái lọ thuốc gọi là khó chế tạo nhất trong cái tựa game này. Mà sau khi uống vào xong nó sẽ làm gì đây? Ôi chết cha, lỡ uống vào rồi. Ủa là sao? Ủa sao nữa? Ủa cái lọ thuốc này là nó búp cái gì cho mình ấy nhở? Tôi không chắc mình có nên uống thứ này. Ủa cái thuốc này là tác dụng gì ta? What the hell? Thế thôi hả? Cái gì đây? Ai u, cho có bóng rổ. Mẹ nó hụt hẫng thế nhở.